Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì Hàng lại tiếp tục về nha các bạn. Hôm nay mình quay một cái video cập nhật cho các bạn xem luôn. Kỳ này thì mình nói chung là mình về chủ yếu là thức ăn vật dụng lót chuồn cơ bản thôi, những thứ cơ bản thôi. Và queo nè, đấy queo size nhỏ nha các bạn. Size nhỏ size lớn thì mình đều có đủ hết. Size nhỏ thì hôm trước có nhiều bạn hỏi mình á, hôm nay nó về thêm mùng cưa rồi vài món thức ăn dặm thôi. Bao này là mùng cưa nén nha các bạn. Đó, bao màu xanh đó, mùng cưa nén 1 kg đó. Mùng cưa nén thì giá vẫn giữ nguyên 25.000 một cây, 1 kg. Đây. Còn phía dưới này là thức ăn siêu bổ nha. Cái loại này thì nó sẽ có sâu nha các bạn, với lại bánh rồi kẹo được các thứ các kiểu. Các bạn nào mà có chi phí nhiều thì có thể mua loại này cho nó ăn, một bịch nửa ký, rất là nhiều dinh dưỡng luôn. Đó. Đây, nó có thêm sâu size lớn với lại kẹo bánh trái cây. Với lại nói chung là thành phần của nó sẽ nhiều dinh dưỡng hơn, sẽ tốt hơn cái loại cơ bản nha. Rồi, phía dưới này là kẹo rau củ. Đây, kẹo rau củ đầy đủ màu sắc luôn. Đó, thì những bịch này nếu như mà các bạn mua nhiều á, một bịch như thế là 1 kg nha các bạn. Các bạn mua một bịch này thì inbox cho mình. Còn các bạn nào mua bịch lẻ 10.000 á, thì mình có cập nhật sẵn ở trên web. Bạn nào mua nhiều thì inbox riêng cho mình nha. Rồi, đặc biệt là có về phô mai nha các bạn. Phô mai viên cứng nha, viên cứng như thế này. Cái loại mềm thì nó dễ bị chảy các bạn, cho nên là trong vận chuyển đồ nó khó, cho nên là mình lấy loại cứng này bán nha. Có nhiều bạn hỏi mình có phô mai không, cũng khá là lâu đó, thì hôm nay nó mới về. Đấy, mình đang video cập nhật luôn. Các bạn nào mà muốn mua phô mai cho chuột ăn thêm thì inbox cho mình nha. Ở trên web tụi mình có cập nhật đầy đủ hết, Shopee rồi đó. Kẹo sữa dê nè, đấy, kẹo xương sữa dê. Rồi, chỗ này còn rất là nhiều luôn nè. Đó. Thì mấy bài thức ăn dặm này thì các bạn đã biết rồi, mình sẽ phân ra bịch nhỏ 10.000, còn bạn nào mua nhiều thì cứ inbox riêng cho mình sẽ báo giá rẻ hơn nha. Và bông cúc đây, bông cúc đó, và cho mấy con chuột ăn nó giảm stress nha các bạn. Rồi bên này là kẹo, không, cái này là mày răng viên nha. Có nhiều bạn hỏi mình sao là không bán cái loại mà mày răng mà dạng dây á các bạn. Thì cái loại dây với con chuột nó hay gỉ các bạn, nó gỉ sẽ đứt. Đấy, có rất là nhiều khách phản hồi với mình là nó dễ bị hư, cho nên là mình bán loại viên này luôn. Loại viên này thì nó cạp sẽ lâu hơn nha. Viên này thì nó có mùi thơm các bạn, mùi thơm nhẹ nhẹ. Đấy, kích thích con chuột các bạn nó cạp thôi. Đấy, và đặc biệt là con nào mà răng nó dài thì nó mới cạp nha, hoặc là nó thích nó mới cạp, chứ không phải là bắt buộc là con nào nó cũng cạp cái viên này nha các bạn. Có con nó thích cạp, có con không nha. Tại vì có nhiều bạn mua về rồi nó không cạp á, rồi hỏi mình sao mà nó không cạp, thì con này có con này con kia nha. Ở đây là queo 12 cm nha các bạn, đường kính vòng quay 12 cm, tính luôn cái chiều cao của chiếc chân khoảng 2 cm nữa là cái queo này cao khoảng 14 cm nha. Các bạn có thể gọi là cân đo đong đếm cái lòng để mà mua về. Rồi, ở đây là cát tấm, bịch 1 kg, giá vẫn như cũ 13.000. Bạn nào mua nhiều thì mình giảm thêm còn 12.000 một bịch nha các bạn. Rồi, bên này là cát bút đi trắng và cát Ấn Độ nâu. Đây, hai cái loại cát này là loại cát cận cao cấp nha các bạn, cận cao cấp thôi. Đó, bút đi trắng, đây. Thì mình thấy cái hạt cát bút đi trắng nó sẽ lớn hơn. Đó, cái loại này thì khi con chuột nó tiểu quá nó sẽ vón cục lại và các bạn vệ sinh ở chỗ dơ thôi. Còn cái chỗ sạch thì các bạn có thể sàng lại hoặc lược lại, các bạn xài lại một lần nữa. Còn cát Ấn Độ thì mình thấy cái hạt cát nó sẽ mịn hơn nha. Đấy, tùy theo các bạn thích xài loại nào thôi. Ấn Độ thì nó sẽ rẻ hơn bút đi khoảng 4.000 nha các bạn. Ấn Độ nó rẻ hơn bút đi khoảng 4.000. Rồi bên này là thức ăn cơ bản nha các bạn. Đây mình sẽ lấy một bịch review trực tiếp cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, đây là bịch thức ăn cơ bản của kỳ này nha. Nãy giờ mình lấy ra hơi khó các bạn, thì mình cắt một cái lỗ nhỏ thôi. Đây, thì trong bịch này thì nó không có sâu nha, không có sâu với lại bánh đồ nhiều như là cái loại siêu bổ, nhưng mà nó cũng ok, các bạn cho nó ăn hàng ngày vẫn đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng hết cho con chuột của bạn nha. Đó, một bịch 25.000 nửa ký. Còn đây là bao cơm gạo. Đó, cơm gạo thì con chuột bạn nào thích ăn cơm gạo thì các bạn có thể mua thêm cho nó ăn. Rồi, thì đây là mấy món mà mình về trong đợt hàng này nha. Và bây giờ mình sẽ vào trong quay cái shop mình coi còn gì với lại cập nhật thêm cho các bạn xem nha.
Thì nói chung là lồng với lại vật dụng đồ thì shop mình vẫn còn đủ hết nha các bạn. Đây, lồng vi thiền nè, lồng 3 tầng, lồng đại. Lồng đại thì còn ít thôi các bạn, tại vì kỳ này giá mình bán rẻ quá cho nên là các bạn ủng hộ mình nhiều. À, cái mẫu lồng bảy biển này thì khách mình để lại bán giùm nha. Chị khách quen để lại bán giùm và có khách đặt rồi. Đấy, lồng cung đình hoàng tử lớn, lồng hang 1 tầng, rồi 2 tầng vẫn còn luôn. Rồi đặc biệt đây có cái mẫu lồng sách tay nè. Có nhiều bạn hỏi mình cái mẫu lồng video á, tại vì lâu rồi, hôm trước mình có đăng một cái video về cái mẫu lồng video thì có nhiều bạn hỏi mình. Nhưng mà cái mẫu đó hết hàng các bạn, nó không có hàng luôn cho nên là mình lấy cái mẫu này thay thế nha. Mẫu này thì các bạn có thể xách đi chơi du lịch, nó rất là ok luôn, vận chuyển hamster rất là ok. Nó có tặng kèm cho các bạn một cái tầng, có nhà với lại một cái lỗ để các bạn để miếng đồ ăn cho nó nè. Rồi tặng kèm thêm một cái bình nước chân không. Đó. Cái bình nước này thì các bạn đi đường xa thì nó đỡ bị văng nước ra. Còn các bạn sợ bị văng nước nữa thì các bạn cứ để dưa leo vô cho nó ăn nha. Rồi, chứ nó không có tặng thêm chén ăn như các bạn. Còn phía trên nó làm những cái lỗ lớn như thế này để mà thoáng khí. Hoặc là các bạn chạy xe gió nó sẽ luồn vào rất là ok, không có đến nỗi là hầm như các bạn. Rồi trên này thì chúng ta sẽ có mẫu lồng máy công và mẫu lồng ngũ sắc đế trong. Mẫu lồng ngũ sắc đế trong là 90.000. Đó. Rồi giá chi tiết cái mẫu lồng này thì các bạn cứ lên web hoặc là Shopee để mà tham khảo nha. Rồi phía dưới này thì chúng ta sẽ có là nhà sứ các bạn. Đây, nhà sứ về rất là nhiều luôn. Dài cũng được khoảng tuần rồi mà mình chưa có thời gian quay cho các bạn xem. Đây là mẫu nhà mèo tay thẳng nha. Đây cũng là xe nhỏ thôi, các bạn nuôi 1 đến 2 con chuột nhỏ rất là ok. Bên này là chén ăn sứ luôn nè. Chén ăn sứ thì chén ăn hình mèo nè. Đấy, con này. Và kỳ này đặc biệt là không biết sao cái bên xưởng nó gửi cho mình có một màu thôi các bạn, có một màu hồng như thế thôi. Bên trong này thì có cái chén ăn sứ xe nhỏ hơn. Chén này thì 18.000 nha các bạn. Còn cái chén màu hồng thì hình như là 38.000 á. Hình như là 38.000 cái. Có gì các bạn lên trang web của mình hoặc là cái trang Shopee của mình các bạn tham khảo giá chi tiết nha. Mình có cập nhật ở trên đó rồi. Và đây là mẫu nhà gấu sứ xây to. Mẫu này thì bia vào được luôn nha các bạn. Tí nữa mình chèn cái hình chụp chung với con bia của nhà mình cho các bạn xem. Đây là mẫu nhà gấu nhưng mà xe nhỏ hơn, giá 38.000. Rồi mẫu nhà ma, đây. Đặc biệt là nhà ma này á, thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một cái hộp. Đây, nó có sẵn cái hộp với lại mút luôn. Đó, để gọn trong này luôn nha các bạn. Đấy, thì vận chuyển nó sẽ không bị bể. Còn những mẫu nhà sứ kia á, thì mình gửi cho các bạn thì tất nhiên là mình sẽ bọc mút đồ đầy đủ cho các bạn, hạn chế cái việc gọi là va đập hay là bị bể nhất có thể nha. Rồi, nhà tắm các thứ các kiểu, xe lớn, xe nhỏ, bồn tắm, nhà lạnh, rồi nhà tắm tam giác, đây. Đó, cái này thì bằng nhựa cứng với lại mica trong hoàn toàn 100% nha. Bên trong nó có một cái muỗng để mà lọc cát. Rồi, queo nhựa, xe nhỏ, có hàng lại như các bạn, mới về luôn. Đó, mình ráp được vài cái rồi. Rồi, nhà tắm nè, nhà tắm xe nhỏ có luôn nha các bạn. Nhà tắm xe nhỏ kỳ này thì nó về có 19.000 một cái đó các bạn, rất là rẻ. Xe lớn thì 25.000. Phần wheel xe lớn cho bia. Rồi banh chạy, đây. Banh chạy Mika 4-in-1 nha các bạn. Đây, cái mẫu này thì cái chân các bạn có thể tháo ra để mà để con chuột vào cho nó chạy xung quanh nhà hoặc là xung quanh phòng rất là ok. Đấy, ở đây bên hông nó sẽ có cái nắp và xung quanh nó sẽ làm những cái khe để mà thoáng khí nha các bạn. Các bạn không sợ nó ngợp đâu. À, và đặc biệt là mình có làm thêm nhà gỗ nha. Đây, nhà gỗ nhà làm luôn nha. Đây, mình làm luôn. Đó, nhà gỗ xe nhỏ rất là đẹp luôn nha. Cái đây là mình làm gỗ dày luôn nha, cho nên là các bạn nếu như mà con chuột nó có cắn á, thì nó sẽ đỡ bị hư hơn. Đó, còn làm gỗ mà mỏng mỏng đồ, ví dụ như các bạn mà tự làm ở nhà bằng que lầy lưỡi rồi đó thì 1-2 ngày thôi thì gỗ nó sẽ rất là mau xuống, chuột nó cắn dễ nữa, mau hư lắm. Còn đây thì mình làm gỗ dày và giá thì khá là rẻ, không có mắc, rẻ hơn nhà sứ nhiều. Đó, rồi xuống phía dưới này là chỗ vệ sinh. Cái vách ngăn mình có còn không nha các bạn. Đây, cái vách ngăn lồng đại á, chỉ xài được cho cái lồng đại thôi nha các bạn. Đây, ở trên Shopee và trên web mình có combo cái vách ngăn với lại lồng đại luôn. Cái có gì các bạn lên trang web là Shopee các bạn tham khảo giá nha, có cập nhật giá trển. Rồi bộ chổi vệ sinh size nhỏ. Rồi bình nước 125 80ml, bình chân không hiện tại mình đang hết hàng. 500ml có luôn, các bạn nào nuôi thỏ bọ thì lấy bình 500ml. Rồi, bò cuộn, đây, hoặc là sushi bò cuộn, cũng là nó luôn nha các bạn, giá là 10.000, thức ăn dặm thì đều 10.000 một bịch hết. Phô mai, đây mình phân ra rồi, phô mai, bịch nhỏ 10.000 một bịch, phô mai viên nha các bạn. Cái loại này thì mình gửi đi xa cho các bạn, nó sẽ không bị chảy, cái loại bà sữa thì gửi đi xa nó sẽ bị cấn, cho nên là nó sẽ bị dính là chảy rất là
chèm nhẹp rất là dơ, cho nên là mình bán loại này thôi. Rồi à, kỷ tử đây một bịch 10.000. Kỷ tử thì cho nó ăn thêm bổ mát. À, nó có mùi thuốc quắc cho nên là có nhiều con chuột nó không thích ăn, có con nó thích, có con không nha. Với lại bông nữa, bông mình chưa có vô bịch. À, từ từ mình sẽ vô sau. Rồi còn bên này á, là cái chùm xe nhỏ và xe lớn. Xe nhỏ 5.000, còn xe lớn thì 10.000. Rồi sâu nè, à, sâu xe chung, sâu gạo xe chung là 10.000 luôn. Nói chung mình bán 10.000 bịch là nhiều. Chỉ có kê á, đây là bịch lớn nè, thì 10.000. Còn bịch nhỏ thì bán 5.000 nha. Mình có hai loại, có cây chùm á, hai loại. Cái này kê này thì mình bán mình cân theo gram nha các bạn, cho nên là cái bịch nào mà nó nhiều cọng á là cái cọng nó nhỏ, cho nên là nó nhiều hơn. Còn cọng nào mà nó lớn á, nó mập á thì nó sẽ nặng gram hơn, cho nên là nó sẽ ít hơn nha. Mình bán theo gram nó sẽ đồng đều hơn, mình không bán theo cọng nha. Theo cọng thì có nhiều khi có bạn này bị thiệt thòi một tí, các bạn kia thì lời một tí nó không đồng đều. Bán theo gram nó sẽ đồng đều hơn. Ở phía dưới này là thức ăn siêu bổ và thức ăn cơ bản, siêu bổ 25, siêu bổ 40, cơ bản 25.000 bịch nửa ký. Rồi các tấm, các thứ kiểu còn đủ hết. Rồi, khử mùi còn luôn nha các bạn. Đây khử mùi giá rẻ. Đó, cái loại này thì nó có khử mùi và diệt khuẩn. Nhưng mà diệt khuẩn thì khoảng 80-90% thôi nha các bạn. Đó chứ không có nhiều nha, chứ không khoảng 100% nha. Quan trọng là khử mùi rất là ok, mùi hương nó nhẹ. Các bạn mua sử dụng bên mình nó đánh giá là mùi hương nó nhẹ hơn cái loại cũ nhiều. Rồi à, và đây là tất cả các sản phẩm cũng như vật dụng bên mình còn khá là đầy đủ. Còn chuột thì khoảng hết tuần tới mình có một bầy siêu phẩm, ngày mai mình sẽ quay một cái video về cái bầy siêu phẩm đó cho các bạn xem. Rồi các bạn, còn đây là cái kho để mà mình tích trữ đồ nha. Mình đã sắp đồ hàng vô khá là đầy đủ rồi. Đây thì cái kho nhỏ nhỏ này của mình thì để đồ ăn nè. Đấy, thức ăn hồi nãy mình có quay đầu video cho các bạn xem á, mình sắp vào đây. Thức ăn siêu bổ rồi hùng cưa, đó mấy món đó đó. Thì mình sẽ có một cái kho nhỏ để mà mình tích trữ đồ nha. Để thôi là nó bị hụt hàng, thức ăn đồ nó dễ bị hụt hàng các bạn. Thì các bạn mua thức ăn rất là nhiều ở đất chuồng rồi đó, những món vật dụng mà hàng ngày đó. Ở đây mình có hai con chuột trà sữa cái nha các bạn. Đấy, mình cần mà bán hai bé này. Các bạn nào mua thì inbox cho mình nha. Các bạn nào mà ở khu vực Trà Vinh gần gần á, thì mình sẽ ưu tiên cho những bạn đó nha. Còn bạn nào ở xa thì mua kèm vật dụng mua đó. Hóa đơn khá một tí thì mình sẽ chạy xe gửi đi cho các bạn. Ở đây mình có một con chuột nó đẻ con được cũng khoảng 3 tầng nè. Mình sẽ làm riêng về video con chuột này nha. Còn cái tầng này là mình để chuột nuôi. Đấy, để ít thôi các bạn. Dài dài chuồng thôi à. Lâu lâu có một bầy hay bầy đẻ thì mình mới bán cho các bạn thôi. Mình không tập trung vào hamster nha các bạn. Mình chỉ tập trung vào vật dụng với lại lòng cho hamster là số nhiều. Đây là con bia của mình, con bia giờ này nó ngủ rồi. Đấy, con bia lâm sát của mình. À, trên này là mùng cưa, mình để phía dưới không hết thì mình sắp lên đây. Lòng, đây. Trên này lòng thì mình bán cũng kha khá rồi. Trên này thì mình còn mẫu lòng hoàng tử size lớn, lòng 2 tầng, 3 tầng size lớn. Và mẫu lòng tháp là ở trên cái tầng trên này. Đó, các bạn nào mua ba mẫu đó thì có thể vào trang web hoặc là Shopee tham khảo giá nha. Rồi và trên đây là kho thứ hai của mình nha. Đây thêm một cái kho nhỏ thứ hai nữa. Trên này thì mình để cũng để đồ, đồ chơi, đồ nhiều lòng nữa. À, cái thùng này là thùng queo size nhỏ nha các bạn. Hồi nãy mình có review cho các bạn xem rồi, mình đem lên đây mình để. Đây, đấy. Cái này thì mình sẽ ráp sẵn nha. Rồi mình mới gửi cho các bạn. Tại vì cái queo này nó khó ráp đó các bạn. Cho nên là nhiều khi mà mình tháo ra như vậy, mình gửi cho các bạn thì các bạn khó gọi là ráp vào. Cho nên mình sẽ ráp sẵn rồi mới gửi hàng cho các bạn nha. Rồi mình đẩy nó xuống đây đi. Rồi. Còn thùng dưới này là banh chạy 4-in-1 bằng mica, có chân bằng inox luôn. Đó. Đây mình sẽ lấy ra một quả cho các bạn xem. Cái loại này là loại là khá là bền đấy các bạn. Nó bằng mica cứng nha, con chuột nó có cắn thì nó rất lâu hư. Đó. Cái banh này á, thì dành cho cái dòng chuột nhỏ. Các bạn có thể tháo cái chân ra để mà để con chuột nó chạy xung quanh nhà của các bạn, hoặc là chơi chung chó mèo thì các bạn không sợ chó mèo nó làm hại đến con chuột của bạn. Hoặc là các bạn có thể gắn vào cái chân, các bạn để yên một chỗ cho con chuột của bạn nó chạy cũng được. Đây rất là nhiều luôn nha. Mình có cập nhật ở trên Shopee rồi với lại web rồi, các bạn có thể lên đó mà tham khảo giá cũng như đặt hàng luôn nha. Rồi thức ăn dặm đây một đống luôn, mình để bịch bịch ở đây mình chưa phân ra nên các bạn. Rồi đây là nhà tắm tam giác. Đây, nhà tắm tam giác mà mica giá hình như là 43.000 một cái. Nó có màu hồng, màu xanh biển, màu xanh lá nha các bạn.
mình cũng có cập nhật ở trên Shopee và web luôn rồi. Ở đây là lòng tháp, lòng tháp và lòng phi thuyền, có hai cái mặt kính mica hai bên, chỉ tử cá sợi vẫn còn đủ, cua sợi mình không có nha các bạn, còn cá sợi. Trên này là vitamin, đồ chơi sứ, nhà sứ, rồi khử mùi đó, kẹo trái cây, kẹo rau củ đó, mấy mẫu nhà sứ nè, đấy nhà sứ về rất là nhiều đấy. Rồi bên này nữa, đây đồ mình rất đầy hết, luôn luôn có hàng để phục vụ các bạn nha. Trước Tết thì nó hơi bị hụt lòng các bạn, nhưng mà sau Tết thì mình đã gọi là ổn định lòng với lại vận dụng hết rồi. Lòng cung đình nè, đây đó, còn màu nâu là màu xanh biển với là màu hồng, còn khá là đầy đủ màu này. Răng rồi, nhà tắm nhỏ, nhà tắm nhỏ lớn đồ cũng gần hết rồi, mình sẽ kêu hàng về thêm nữa. Rồi thùng nhựa 15 lít và 30 lít đều còn đầy đủ nha các bạn. Đó các bạn, hai cái thùng này thì mình đã có cập nhật trên Shopee và web luôn rồi, các bạn có thể vào đó và tham khảo giá. WC lớn dành cho bia có luôn. Rồi mẫu lồng hang một tầng và nhà trứng khủng long, đây quả trứng to. Rồi bình nước 500ml và 125ml vẫn còn hàng, 80ml vẫn còn hàng luôn, chỉ có bình chân không mà đang hết hàng nha các bạn. Và lòng hang một tầng cũng còn luôn, cái Ấn Độ đầy đủ hết. Rồi nói chung là những vật dụng cơ bản thì còn hết các bạn. Rồi các bạn nào cần mua hàng gì đó thì ghé ủng hộ mình nha. Link web và link Shopee mình để ở dưới hết, các bạn có thể vào hai cái trang bán hàng đó mà tham khảo giá và đặt hàng trực tiếp luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với mình hoặc là đặt hàng trực tiếp qua cái trang đất thú cưng của mình ở trên Facebook cũng được. Đó, bạn muốn đặt ở đâu cũng được hết. Ở trên Facebook mình sẽ chốt đơn theo ở trên cái tin nhắn của bạn gửi cho mình luôn. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha.